Một vụ tai nạn đau lòng xảy ra tối ngày 16 tháng 4 năm 2021 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến một người chết. Trong lúc chuẩn bị đưa nạn nhân đi cấp cứu, người dân hoảng vía phát hiện một cây đao tự chế rơi tại hiện trường. Cây đao tự chế này sau đó đã bị lực lượng công an thu giữ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối cùng ngày, người dân phát hiện một nhóm thanh niên chở nhau trên nhiều xe máy chạy với tốc độ cao trên tỉnh lộ 10 hướng ra quốc lộ 1. Khi đến ngã tư cắt nhau giữa tỉnh lộ 10, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân thì một trong các xe máy của nhóm người này va chạm với xe máy của ông Huỳnh Ngọc Thuận, 46 tuổi ở quận Bình Tân, cầm lái chở theo bé trai chạy hướng ngược lại đang rẽ trái qua đường. Sau va chạm, người đi trên xe máy lên xe đồng bọn chạy trốn khỏi hiện trường. Ông Thuận bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết. Bé trai đi chung với ông Thuận thoát nạn. Công an quận Bình Tân đã đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân.